với một trận đấu ở hạng cân 60kg. Mời trọng tài đài Nguyễn Thanh Đạt. Người ngồi góc đài màu xanh đến từ câu lạc bộ Kickstar Center Long Biên Hà Nội, Mùi Trọng Vân. Võ sĩ ngồi góc đài màu đỏ đến từ câu lạc bộ No One More Club, Trần Gia Bảo. Mùi Trọng Vân sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1m65, nặng 60kg. Anh đã có cho mình 8 trận chiến thắng và đã thua 2 trận. Và Mùi Trọng Vân đến từ câu lạc bộ Kickstar Center Long Biên Hà Nội. Và võ sĩ ngồi góc đài đỏ, võ sĩ Trần Gia Bảo, sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m68, nặng 60kg. Anh ta đã có cho mình được 16 trận chiến thắng và để thua 4 trận. Và mời trọng tài đài Nguyễn Thanh Đạt sẽ điều khiển trận đấu này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu đầu tiên. Trận đấu được bắt đầu. Check kick từ Gia Bảo. Chân ngoại rất tốt và lập tức là một cú bắt chân của Trọng Vinh. Hai cú đấm rất tốt của Trọng Vinh. Leg kick từ Gia Bảo. Cú đá body kick rất tốt của Gia Bảo. Liên tục những đòn đánh ăn miếng trả miếng được tung ra từ cả phía Trọng Vinh và Gia Bảo. Liên liên rất tốt của Gia Bảo. Có vẻ Gia Bảo đang có những đòn gói tốt hơn. Cú đánh rất nặng đòn với cả hai. Cả hai võ sĩ vẫn đang thăm dò nhau bằng những đòn đánh ở cự ly tầm xa. Vừa rồi là một đòn chân phải của Gia Bảo. Sau đó là những đòn tay liên tục của Trọng Vinh. Gói rất tốt của Gia Bảo. Hai võ sĩ đang áp sát, sử dụng những kỹ thuật đánh gối cận chiến. Có vẻ Gia Bảo đang tìm cách quật ngã. Trọng Vinh đang tìm cách quật ngã Gia Bảo. Những cú gói rất hiệu quả của Gia Bảo. Một pha chọi đẩy chính xác của Gia Bảo. Có vẻ như đòn gói của Gia Bảo đang gây khó khăn cho Trọng Vinh. Hai võ sĩ đang có hiệp đấu ăn miếng trả miếng. Rất nhiều những đòn đánh được tung ra từ cả hai phía võ sĩ. Liên tục vào những đòn đâm gối từ võ sĩ Gia Bảo. Lại là một cái chọi đẩy. Cả hai võ sĩ đã chọn lối đánh áp sát liên tục trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Trận đấu đội đòn rất máu lửa. Chỉ còn 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Lại là những đòn gói từ Gia Bảo.
kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Xin quý vị cho hai bác sĩ một tràng pháo tay khích lệ tinh thần thi đấu của cả hai bác sĩ. Làm hiệp đấu thứ hai do sĩ Gia Bảo đang có ưu thế. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ hai. Những đòn đấm rất nặng của Trọng Vinh. Hai bác sĩ đang sử dụng những đòn đánh liên tục. Liên tục là những combo đấm đá từ Trọng Vinh và kết thúc bằng những đòn gối. Liên gói rất khó chịu từ góc đài đỏ. Liên tục là những đòn gói cực kỳ khó chịu. Leg kick của Gia Bảo. Đã phá đùi của Trọng Vinh. Liên tục những cú chỏ đập của Gia Bảo. Liên tục là chỏ gói từ Gia Bảo. Có vẻ Trọng Vinh đã bị đau. Trọng tài đã phải can thiệp. Rất khó chịu những đòn chỏ gói của Gia Bảo. Liên tục là tìm cách áp sát vào gối của Gia Bảo. Liên tục là những spinning back kick của quét dù rất tốt của Trọng Vinh. Lại là tì đè và gói chỏ của Gia Bảo. Những đòn gói của Gia Bảo đang làm khó cho Trọng Vinh. Rất tốt những cú đấm của Trọng Vinh. Liên tục là hai cú đòn đấm số 2. Liên tục là những đòn gói vào phần sườn của Trọng Vinh. Tốt. Những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu rất cống hiến. Chúng ta thấy sự cố gắng của Trọng Vinh. Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai.
Trở lại với hiệp đấu thứ ba, cũng là hiệp đấu cuối cùng. Xin nhắc lại, Trọng Vinh ở góc đài màu xanh và Gia Bảo ở góc đài màu đỏ. Một đòn tay sau rất nặng của Trọng Vinh. Có vẻ Trọng Vinh đang tìm cách để hóa giải những đòn áp sát lên gối của Gia Bảo. Những đòn tay nặng của Trọng Vinh. Chỗ lực của Gia Bảo. Còn quật trụ của Gia Bảo. Trọng Vinh vẫn đang rất cố gắng. Vẫn chưa có câu trả lời cho những đòn gối của Gia Bảo. Liên tục vào những đòn gối của Gia Bảo. Lại một lần nữa trọng tài đã đếm với Trọng Vinh. Liệu anh có thể tiếp tục được trận đấu hay không? Vâng, và trận đấu vẫn được tiếp tục. Chúng ta có thể thấy sự cố gắng của Trọng Vinh. Cú đá sườn rất tốt của Trọng Vinh. Đòn tay sau rất nặng của Trọng Vinh. Và sau đó là cú đá của Gia Bảo. Một đòn rờ ve chính xác của Trọng Vinh. Đòn đấm của Trọng Vinh cũng đang rất khó chịu. Là một đòn đá lọt qua hàng phòng thủ của cả hai võ sĩ đều đã đang thấm mệt. Là một đòn gối vào phần sườn của Gia Bảo. Chúng ta đang đi về cuối trận đấu. Cả hai vẫn đang tích cực tấn công. Tay sau chính xác của Trọng Vinh. Anh đang di chuyển để vô hiệu hóa những cú liên gối của Gia Bảo. Những giây cuối cùng của trận đấu. Sự cố gắng của Trọng Vinh. Kết thúc hiệp thi đấu thứ ba. Trọng tài voi quốc tế sẽ lên chào cúp và huy chương cho cả hai võ sĩ. Và sau đây là kết quả của trận đấu của ba hiệp đấu. Tổ trọng tài chấm điểm cho võ sĩ giành chiến thắng ngồi góc đài màu đỏ, Trần Gia Bảo. Xin mời ông Nguyễn Minh Hoàng sẽ trao cúp và huy chương cho cả hai võ sĩ. Cảm ơn anh Nguyễn Minh Hoàng, cảm ơn cả hai võ sĩ đã có trận đấu công hiến.